Okay, hi xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với channel của mình là Gạch đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách map của các bạn fan. Và trước tiên video các bạn đừng quên cho mình một like và cũng như là ấn đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh khi mình ra video là sẽ thông báo cho các bạn. Và các bạn đừng quên là comment ở phía dưới là Gạch fan để mình thả tim nha. Và mình sẽ bắt đầu chơi game luôn. Ok, mình sẽ bắt đầu chơi luôn. Đầu tiên thì mình sẽ đọc luật map nha các bạn. Nên dùng Optify vì bạn có thể không đọc những chữ trên cao. Có thể sử dụng một số lệnh như thêm sách đây, Berkeley. Làm thế nào để chơi tốt? Map by ID-min2110 nha các bạn. Thì map này là của bạn LD đúng? L hay là Y ta? LD-win-min2110. Thì tóm tắt là bạn này là tên là Min gì đó, Min Gamer. Đúng rồi, Min Gamer. Ok, game match 2, cấm cheat có ngoại lệ. Cấm nhảm chữ tục fair play nhé. Rồi, cái đây là bỏ block đặc biệt ở đây. Cái chỗ để bỏ block đặc biệt đó các bạn. Còn này là hướng dẫn. Hướng dẫn lưu ý chỉ không biết mới mở ra đọc. Trang 2 là hướng dẫn của màn khối vàng. Trang 3 là vòng kim cương. Lưu ý không có hướng dẫn trong vòng đặc biệt. Thì mấy cái này là hướng dẫn thì mình nếu mà khó quá thì mình sẽ cầm ra mình đọc để mình tìm mấy cái khối đặc biệt đó nha. Thì thằng mây hả? What the hell? Cái gì mà có thằng mây bên kia vậy? Mình sẽ màu vàng trước đi. Tại vì mình chọn màu nào ta? Vòng này là vòng đặc biệt nha các bạn. Mình nghĩ nên chọn màu vàng đi. Đấy. Tôi cần một bông hoa. Đấy, bông hoa này. Khoan, để xem. À, tôi cần một bông hoa thì đây có hoa luôn. Ôi, ui, quái mình mở cái rương ở trong nhà luôn kìa. Sẽ cho ông dân làng cái hoa. Ở đây có gì ta? Có một số lý do nên bạn cần tự game mất không và để đặt cái nút ở đây. À. Rồi, cái đó lấy tính sau đây, mình sẽ làm cái gì đó. Ở đây có một cái cúp đá và một cái kiếm gỗ nha. Ở chỗ này có một cái rương. Đây, hai mình được hai phôi vàng rồi. Mình nghĩ là cần phôi vàng để chúng ta có thể trao đổi được cái gì đó. Ở trên đây có ông thằng mây nha các bạn. Mình nghĩ là chỉ còn cách là leo lên cái cây này để bắt kho mấy cái đám mây đó thôi à. Ở đây cho một mình một cái cúp nha. Mình nghĩ là cúp này có thể đập được đá và trứng quái quặc đá. Ồ. Oh. Cẩn thận Swifit là mấy con cá bạc á. Ui ghê vãi. Mình cứ sợ nó spawn ra cái là chết mình luôn á. Không sao có kiếm mà. Có cái gì không trời. Ui đó nó đây này. Ôi tại sao đập ra nó biến mất luôn ta. Ôi trời, mình để chế độ bình yên hèn chi. Quá ra giờ mình không có biết luôn đó các bạn. Mình không có biết sự luôn. Mình cứ tưởng là để chế độ bình thường nãy giờ rồi. Ai nhè chế độ bình yên. Thì mình nhặt thêm một cục vàng ở dưới cái rương này. Mình nghĩ là bên đồng lúa có gì không ta. Để mình lục kỹ hết tất cả mọi thứ chỗ này luôn. Đây, ở đây có một cái rương ở trong hẻm đây này. Đấy, các bạn thấy không? Nó đen đen nên khó nhìn lắm. Các bạn phải để ý kỹ mấy cái chỗ như thế này. Nó thường rấu dương dưới đây đó. Mình sẽ leo lên cái cây này nha. Các bạn nghĩ ở trên mái nhà hoặc là bên ống rơm này không? Mình nghĩ là có, bên đó sẽ có cái rương á. Sẽ leo lên cái chỗ cao trên đây. Ồ, mình sẽ nhảy qua cái cây. Đấy, rồi. Mình sẽ qua bên ống rơm đi, mình nghĩ bên. Ôi trời ơi. Lọt rồi. Lại này. Đâu? Đấy, lâu lâu mới có mấy cái map thể loại khác tìm ngồi tìm lúc đó các bạn à. Mình rất là thích chơi mấy cái map thể loại này tại vì chơi tìm lúc hoài nó ngán rồi. Rồi mình sẽ lấy chớn để qua bên ống rơm. Ôi. Mình thề nó khó lắm luôn, hay là mình lát mình leo lên mây đó. Mình coi ông thằng mây đổi cái gì rồi, mình sẽ nhảy xuống ống rơm luôn. Chứ bên đây không thể nào qua được, khó lắm. Mình sẽ cẩn thận, không thôi bị rơi xuống một lần nữa là thôi luôn. Đây, mình sẽ thêm sách đây nha các bạn, tại vì trời nó sắp tối rồi. Ơ, sao lại có mưa chứ? Mưa bất thường vãi ra luôn. Ui, đấy. Đúng luôn, 5 cục vàng thì chúng ta sẽ có một cái nút. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải nhảy xuống ống rơm rồi. Ui cha, đấy, đỡ đau. Nhảy xuống rơm thì các bạn sẽ bị đỡ đau. Rồi, ok, mình có cái nút rồi đó. Là phải leo lại nữa nè. Quải thiệt chứ. Ui. Qua đây. Qua chúng ta sẽ qua đây. Qua đây. Và qua đây. Là mình phải bắt kho cẩn thận hơn. Không lại bị rơi. Ui. Đấy. Một cục nút bấm. Đấy. Rồi mình sẽ tới đây và game mất không nha. Rồi đặt vào đây. Chúng ta sẽ bị game mất không và mình sẽ game mất 2 lại. Đấy. Mình đã được một cục khối vàng đặc biệt ngon. Blasto Lobby. Đấy. Sẽ bỏ cái khối này vào. Mình cần chế độ bình yên nha. Tại vì nó
kiểu cái tim mình bị thấp máu là cái tim mình nó đập bụp 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 khó chịu quái luôn. Kim cương đi, kim cương rồi mình sẽ qua emerald sao. Câu hỏi ở lobby màu len nào sử dụng nhiều nhất? Màu len nào sử dụng nhiều nhất hả? Đỏ sậm, cam, hồng. Chọn đại đi, tại vì mình cũng không biết đâu. Đúng nè. Khối nào đặc biệt trong các khối sao? Bàn chế tạo và lò nung. Lò nung mình nghĩ là lò nung và bàn chế tạo là cái độ để cái gọi là đồ để nung và chế tạo đó nó không có liên quan, tại vì đất là cái khối khác hai cái loại khối này. Đấy. Vì đất là khối tự nhiên. Biết ngay mà. Có bao nhiêu màu len làm sàn ở lobby? 8 đi. Mình không biết nhưng mình trả lời đại thôi, nếu mà sai thì thôi. Đâu là khối khác với các khối còn lại? Đá các bạn, tại vì đây là khoáng sản và đây là khoáng sản này, đá không phải. Vì đó là khối muốn chế tạo thì phải dùng lò nung. Ủa hình như mình bị sai cái khúc này. Nhưng sao cũng đúng mà. Điều ước của bạn là gì? Và cái vòng này có một con bét 1 tỷ đô, mình rất là thích có một con bé thì mình sẽ chọn một con bé. Ôi vãi thật, con gà các bạn à, nhưng mà nó bị nhốt bên kia rồi, tội nghiệp. Ok, phần thưởng khối kim cương đặc biệt nha các bạn. Xong mình đã có hai khối. Ủa cái vòng này dễ vậy, cái vòng này vào trả lời câu hỏi chiến thắng luôn à. Rồi mình sẽ tiếp tục với vòng emerald rồi the rubber luôn. Ui đúng luôn nè. Vãi thật, đúng nhưng mà mình không lên được các bạn ơi. Ui cái leo chỗ này nó phải có một cái khối để chúng ta lên chứ. Rồi xong rồi, chắc là kêu thôi các bạn ơi. Trời dưới đây mà cũng múa được nó ghê thiệt. Mình có một team duy nhất thôi nên là bị nên là bị rơi xuống này chắc chắn là mình phải chết, mình chết luôn á. Làm cách nào đây? Không hiểu tại sao bẻ ra trong một cái hũng nước nhưng mà không leo lên được. Ô vãi thật, không bị chết luôn nha, mình không bị chết luôn nè. Rồi chắc chắn là bị chết rồi đấy. Hiểu rồi, phải xuống nhanh các bạn ơi. Đó, biết ngay mà. Cách để chiến thắng map đó các bạn ơi. Tại vì khi mình sinh ra lại đó thì nó sẽ cho một cái thời gian ngắn để chúng ta bắt tử. Đấy. Thằng này chết chắc rồi nè. Đó, rồi. Nhanh đi. Ôi. Ôi, mình bị đứng máy các bạn ơi. Xuống đây đi. Đó, easy game. Mình sẽ tiếp tục qua vòng. Đây, qua đây nè. Rồi. Wow. Trời. Nhìn như cái kiểu cái trò chơi gì cờ vua vậy. Ôi. Ôi, sắp qua được rồi. Lại nè. Ôi, khó vãi luôn các bạn ơi. Ôi, gì khó vậy. Khoan. Tập trung. Huy. Ôi, một tí nữa là được rồi. Đó, trời ơi để giờ đó. Rồi ok. Mình không biết là còn cái vòng dropper nào nữa không. À chắc là hết rồi. Làm map thì bạn này kiểu để lộ comment block quá là nhiều luôn. Hãy tháo cái nút ở trên đầu ra. À cái nút này hả. Ồ thì ra cái nút này là nguyên nhân tại sao mình lại còn một team duy nhất. Rồi mình sẽ bỏ vào đây. Mình có ba cái khối đặc biệt rồi. Ok vậy là ba vòng này mình đã thành công rồi các bạn. Mình sẽ đi lấy cái vòng đặc biệt tại gì đây, cổ máy thời gian, máy đã hết pin, cần một cục pin để khởi động, nơi đặt pin. Ồ động cơ cao cấp, mưa hoài vậy trời. Vậy là mình khoan để mình đọc thử. Ê ta không muốn đổi đồ với ngươi, con dân làng này vô dụng, nó còn ăn hại. Ơ sao lại vô dụng và ăn hại? Con này nó có đổi cái nút nè, ở dưới cái giếng có gì không ta? Ồ, chả có cái gì luôn các bạn à. Chỉ là một cái giếng bình thường. Ôi, lên. Trời ơi, nước gì mà xiết cái vậy trời. Ha, ta sẽ đặt bức tượng này là tượng thổn sư. Vãi cả tượng thổn sư. Khoan, cái tượng này nó có cái hộp sugar này. Ôi, sugar chỉ có đuốc thôi bên đây. Ôi, vãi thật. Các bạn nhìn nè. Đấy, cái đuốc nó y chang cái cần gạt luôn nên mình không để ý luôn á. Vãi được chứ. Rồi càng gạt có thể đặt lên khối kim cương à, ngon. Đây có một cái nút, không có gì hết. Tao vàng thì có ở đây, có vài trái tao vàng này ngon thì chứ. Quải thì chứ không để ý luôn, không mình không để cái nút ở cái càng gạt ở chỗ mấy cái đuốc luôn đó. Mình đã có một cục binh rồi, đây giờ mình sẽ đặt ở đây đúng không. Rồi nhưng mà cái bự tháp này có gì không ta,
để mình qua đây xem thử. Ui 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 cha. À ăn cái tóc vàng vào. Ngon. Rồi mình xem một cái rương. Ui cái gì vậy? Tự mình tự nhiên mình mở rương cái dung nham nó cháy cháy ra thêm nữa này. Nó chạy bên kia ra nữa kìa. Cái rương này bị kẹt rồi. Không có cách nào. Thôi bỏ đi. Ui chứ đây có gì không? Không có gì hết. Rồi mình sẽ tới cái cổ máy thời gian và ấn vào cái nút. Đấy. Wow, nước 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 nước. À, thoải mái quá. Nhảy nào. Bơ bơ bơ. Vãi thì chứ. Cái này có gì không ta? Vẫn là cái cổ máy thời gian, mình không biết mình đang đi về đâu nữa. Hết sa mạc, bây giờ qua Bắc Cực này các bạn. Lạnh quá trời. Ông này đội cá tuyết, lấy một cái bộ lắp vest to nè. Bộ lắp vest to thì có thể đặt ở đây. Rồi. Mình sẽ qua bên đây để lấy cái rương nha. Bắt kho qua này. Hơi bị khó đó, tại vì mình bắt kho rất là gà. Đấy, rồi qua đây luôn. Rồi mình sẽ leo lên cái rương. Có một con cá tuyết. Và chắc chắn là sẽ qua cái rương này rồi. Ôi. Huy. Ơ, khó vậy trời. Huy. Trời, quá không được luôn à. Rồi, được, ok đó. Lên nè. Rồi, chạm lên cái rương. Và chúng ta đã có hai con cá tuyết. Tiếp theo. Tiếp theo là ở dưới cái này. Cái nhà tuyết. Có một cái rương. Và không có gì ở dưới đây. Ở dưới thì có một con cá. Ở dưới thêm thì không biết có cái gì. Nhưng mà mình thấy chắc là dưới rương ở dưới đây. Mò xuống. Mò xuống. Cái rương cuối cùng. Ôi. Cái rương cuối cùng với không tới các bạn à. Ủa khoan khoan. Có một cái hộp sugar ở đây. Là bốn con rồi. Mình nghĩ là một cái rương ở dưới cuối cùng nó có một con nữa, thêm một con cá nữa. Nhưng mà làm cách nào đây? Khoan. Mình mới vừa thấy cái gì. Đó biết ngay mà. Thế nó lạ lạ. Ở đây có một cái hộp sugar. Vậy là 5 con. Vậy là mình nghĩ là cái chỗ cuối cùng, cái rương cuối cùng đó nó có một con nữa. Làm cách nào ta? Gì đây? Game mất không. Ồ mình sẽ lấy game mất không nha các bạn. Mình sẽ lấy game mất không và đập cái tuyết ở chỗ này để lấy cái rương cuối cùng. Mình không biết có phải là phá map hay không, nhưng mà chỉ có cách này mới lấy được cái rương ở dưới thôi. Các bạn nghĩ đi, làm sao để với tới cái rương cuối cùng được. Đấy. Không được nha, không được với, không với tới được. Đấy, cái rương cuối cùng không với tới được. Đây. Chắc chắn là phải dùng như thế này mình mới lấy được cái rương đó thôi. Xin bạn làm map thông cảm cho mình nha. Rồi mình sẽ lên nè. Trời tối rồi, không sao. Mình sẽ đổi công nhân làng để lấy cái bộ lắp vest to. Mình sẽ thêm xếp đây lại nha. Ui. Ok. Tiếp tục du hành thời gian thôi. Đúng ta. Ok. Gạt nè. Android hỏng hả? Cổ máy thời gian đã bị hỏng. Ok. Ui, ngọc đẹp vậy. Mình sẽ lấy hết ngọc Ender. Ngọc Ender để ném vào kính. Ném vào kính đây hả? Sao, làm sao mà qua được bên đây? Mình đang game mất 1 à. What the hell? Mình chỉnh lại game mất 0 cái đã. Game mất 2 cái đã. Không qua được các bạn ơi. Không qua được nha. Làm thế nào đây? Khối than có thể đổi ra cái máy lập redstone này các bạn. Làm sao đây ta? Ở đây có một, nói chung là cái chỗ này chỗ nào trời? Tại sao mấy người này lại đeo khẩu trang nhiều vậy? Khẩu trang Ripper, khẩu trang Scare. Ủa, ở đây có một cái cằn gạt này. Bad Choice Station là cái gì? Xe máy, xe ô tô thì đây là cái làn đường nha các bạn. Có cái rương kìa. Mình đã được một cục nguyên liệu rồi. Mình sẽ qua quăng ở đây thử nè. Ôi trời. Không được à? Ôi, nó có cái block tàng hình chặn lại rồi. Bên đây thử nè. Ôi không được rồi. Được này. Rồi băng này luôn. Được nè. Ngon. Ở trong này có gì không? Tại sao lúc nào cũng có một cái đe vậy ta? Ôi, kệ nó đi. Lấy cái rương ra. Hai cục nhiên liệu. Ok thoát ra thôi. Ôi tại sao chỗ này lại nó không có block chặn mà bên đây lại có block chặn ta? Không hiểu lắm. Ôi. Có một cái rương này. Rồi ba cục nhiên liệu rồi. Bên đây cũng có một cái cửa này. Nhưng mà không có đường vào. Trên cái xe này thử đi. Đấy. Không có cái gì luôn à.
Ở bên đây có cái gì nè? Ui, đấy, biết ngay mà. Đây là một cái phòng. Ồ, tầng 3 lên. Ok, đã lên tầng 3 rồi. Ơ, có cái gương kìa, ngon. Ôi, ôi trời ơi. Tí nữa là lọt ra ngoài rồi. Ui, 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 cái gì vậy? Block kính à. À, block tàng hình các bạn ơi. Ui, đấy, rồi. Trong cái xe này nữa là ok. Ôi, hơi xui vãi. Vào luôn. No. Mình ra ngoài chắc luôn, đó biết ngay mà. Làm sao đây, phải văng ra đây cho được. Ui, ui trời, rồi một phát nó chết chắc luôn. Ôi, xong. Chết luôn, không sao, mình vẫn còn cơ hội. Văng vào. Ui, đấy, thấy cái rương rồi. Hộp su cơ. Ui da, ao thế. Ném, đó, ok, 5 cục nhiên liệu rồi. Sẽ đổi ông dân làng để lấy cái bộ lập chất ton. Và mình sẽ gắn ở đây đúng không? Ui, không được, phải game mất không. Ồ, đặt ở đây, rồi gạt. Ôi lộn rồi, đặt như thế này. Đó, rồi. Khối đặc biệt cuối cùng, ok. Ơ, ôi chiến thắng rồi à. Giờ có 4 cục à, trời ơi, cứ tưởng còn. Ok, thì cảm ơn bạn Minh Gamer đã gửi cho mình cái map này. Cái map cũng khá là thú vị đó. Ừ. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Nhớ like cho mình nha. Bye bye.